cứ ai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội đều mang trong mình niềm tự hào là công dân của thành phố vì hòa bình. Đối với cô gái trẻ này cũng vậy, cô yêu cái màu xanh phố phường sau những trận mưa, yêu bầu không khí trong lành của ban mai êm ả. Cô đã lớn lên cùng với sự phát triển không ngừng của thủ đô, được tận mắt chứng kiến khói bụi đang lấn dần, khoảng sống xanh bị thu hẹp lại. Những hành động dù rất nhỏ như thế này đang hủy hoại môi trường mà chúng ta đang sống. Đây là các sinh viên của khoa Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên, khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Với Ngô Phương Thảo, cô chọn học ngành này bởi tình yêu thiên nhiên từ khi còn rất nhỏ. Được học từ sách vở và các buổi khảo sát thực tế. Hơn ai hết, các bạn là những người hiểu rõ nhất về thực trạng môi trường ở Việt Nam. Bao nhiêu gương mặt trong số này sẽ chọn ngành môi trường để làm việc sau khi ra trường? Và bao nhiêu người thực sự tâm huyết muốn cứu lấy môi trường của Việt Nam? Hiện nay là chúng ta đang trong quá trình là khai thác và sử dụng bảo vệ hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Thì chúng ta cần phải có kiến thức. Và các bạn khi sử dụng những cái kiến thức cũng như kỹ năng mình đã học vào cái việc là làm sao chúng ta vừa sử dụng hợp lý này, vừa có phát triển bền vững. Thảo đã cống hiến và dành sức lực của tuổi trẻ của mình đi khắp các miền quê, các trường học để gieo vào lòng những em nhỏ cách sống xanh giản dị. Việc tôi tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường thì chắc chắn là một phần trong số đấy, trong số những lý do là vì cái tình yêu của mình đối với thành phố mà mình sinh sống. Bởi vì mình muốn nó trở nên ít khói bụi hơn, muốn nó xanh sạch hơn và muốn con người sống chan hòa với nhau hơn. Thì đấy là lý do chính để mà những cái hoạt động tình nguyện mà mình làm cho thành phố nó trở nên có ý nghĩa. Chính vì thế, hành trình xanh của cô sinh viên 22 tuổi bắt đầu. Phương Thảo đã đi rất nhiều nơi như Huế, Sài Gòn, Thái Bình. Mỗi nơi cô đặt chân đến lại có một hành trình xanh được trao cho người khác và dần lan tỏa. Những giờ học như thế này đối với Thảo không còn quá xa lạ. Nhìn bề ngoài, rất nhiều người nhầm tưởng Thảo là một cô giáo. Không một ngày học sư phạm, không tham gia một khóa học kỹ năng giảng dạy nào. Thế nhưng Thảo vẫn có thể truyền vào những em học sinh niềm đam mê, nhiệt huyết của mình. Đó là tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường. Giúp đỡ vệ sinh cộng đồng ở khu dân cư chẳng hạn. Để có thể đứng trên bục giảng, vốn là điều không dễ dàng, và nhất là để nói về những khái niệm tưởng chừng rất khô khan như sống xanh, phát triển bền vững lại càng khó. Chính vì thế, Thảo vừa kết hợp giờ học trên lớp với hoạt động thực tế ngoài trời. Các em học sinh được thực hành ngay sau giờ học, tưới cây, dọn vệ sinh trường lớp. Những việc làm dù rất nhỏ như thế này đã thực sự khơi gợi được trong các em sự thích thú với môn em học sống xanh. Sống xanh là gì nếu chẳng phải là việc các em đang làm đây? Và đó chính là những thành công bước đầu của Thảo trên chặng đường hành trình xanh của mình. Trồng cây xanh không phải là việc riêng của bất cứ ai, mà ai cũng có thể trồng, ai cũng có thể tham gia. Tuy nhiên là việc đánh đến đối tượng là các em bé, đối tượng là trẻ em, là học sinh, là phương pháp mà theo tôi nghĩ là hữu hiệu nhất. Bởi vì nó là gần như là từ khi chúng ta tham gia và từ khi còn đang gieo mầm, chúng ta gieo những cái mầm xanh khi các em còn bé. Và như vậy là khi các em lớn lên thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả rất là lâu dài và bền vững ạ. Hiện nay, Thảo tham gia giảng dạy các môn em học sống xanh ở nhiều địa phương. Đây là môn học được kỳ vọng sẽ sớm đưa vào, trở thành môn học chính thức trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Các em học sinh trường Nguyễn Chí Diểu, thành phố Huế cùng nhau thảo luận về môi trường.
các em học sinh trường Cầu Giấy lại đang nghiên cứu về chủ đề nước. Sau khi học xong chủ đề về nước, được biết rằng nước rất là khan hiếm thì nhóm mình đã rất là cố gắng trong việc tiết kiệm nước, và cái kết quả sau khi kiểm toán này nó đã tiến triển rất là tốt. Và như bạn Tiến Dũng thì là bạn ấy trong vòng một tuần, gia đình bạn ấy chỉ sử dụng có 369 lít nước mà thôi. Các em đã được học cách tự trồng cây của riêng mình, những cái cây khỏe mạnh nhờ sống trong một môi trường lành mạnh. Các em cũng vậy, các em cần môi trường xanh sạch để có thể phát triển tốt nhất. Hiện nay, Thảo đang là sinh viên năm cuối ngành quản lý tài nguyên thiên nhiên, khoa địa chất, Đại học Khoa học Tự nhiên. Ngành học của cô vốn chẳng liên quan gì đến các kỹ năng sư phạm. Thế nên, để có thể biến các giờ học khô khan thành các buổi thảo luận và thực hành thú vị, Thảo đã dành rất nhiều công sức để soạn giáo án. Tùy theo đối tượng học sinh ở thành thị hay nông thôn, cô lại tìm tòi ra cách tiếp cận khác nhau sao cho phù hợp với hoàn cảnh, tình trạng môi trường thực tế ở nơi các em đang sinh sống. Sau mỗi chuyến đi, cô lại tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình để bổ sung cho cuốn giáo trình Em học sống xanh. Đây là cuốn sách được dịch từ tiếng Ukraine mà Thảo và đồng nghiệp đang cố gắng hoàn thiện cho phù hợp với học sinh Việt Nam. Có một thứ còn khó hơn tất cả các lý thuyết mà Thảo đã học, đó là làm sao để có thể gần gũi và thân thiện với các học sinh. Để làm được điều đó là cả một thách thức lớn đối với tất cả những nhà sư phạm giàu kinh nghiệm, huống chi là cô sinh viên trẻ 22 tuổi này. Ngày hội sống xanh thì ý nghĩa đầu tiên của nó là để đưa đến cho người dân những cái kiến thức về việc làm thế nào để có thể sống xanh, và từ đó thì họ sẽ biết được là mình có thể sống xanh ngay tại nhà của mình một cách rất là dễ dàng mà không phải là một cái khái niệm gì quá to tát mà mọi người không thể làm được. Và qua những cái hành động nhỏ mọi người có thể học được đấy và có thể chia sẻ với nhau đó, thì nó cũng góp phần để cho mọi người có thể mang về nhà và thực hiện ở nhà. Và như vậy thì thành phố của mình nó sẽ trở thành một thành phố xanh hơn, sạch hơn khi mà tất cả mọi người đều có ý thức và đều biết như thế nào là sống xanh. Để biến ý tưởng sống xanh, sống và phát triển bền vững trở thành hiện thực, Thảo không chỉ dừng lại ở những con chữ trên sách vở. Cô đã tổ chức các ngày hội sống xanh ở thủ đô, đổi rác lấy cây. Các hoạt động này đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các công dân thủ đô, từ em nhỏ đến người cao tuổi. Một cái cây nhỏ bé thì không góp được nhiều, mỗi phần của cây thì rất là ít. Thế nhưng mà nếu như mà tất cả các gia đình đều có một cái cây nhỏ, nó đã là một sự thay đổi rất lớn ạ. Và nếu như mà nhiều gia đình có cây nhỏ và họ sẽ không chỉ có một cây, họ có một cái cây họ thấy yêu thương nó, họ sẽ có thêm những cái cây khác nữa trong nhà. Thì như vậy là mỗi gia đình của Việt Nam đều sẽ có rất là nhiều cây xanh. Rất nhiều cây xanh được trao đi và rất nhiều người nhận được thông điệp. Chúng ta phải sống xanh, không chỉ vì bản thân mà còn vì thế hệ tương lai. Mỗi kg giấy vụn hoặc vỏ lon sắt mang đến đổi, bất cứ ai cũng có thể nhận về một cây xanh cho mình. Trái đất của chúng ta là một hành tinh xanh nên là các bạn hãy góp phần giúp chúng ta bảo vệ được hành tinh xanh. Giấy vụn thì nhà ai cũng có nên là cháu cũng muốn đổi một chút để làm xanh sạch đẹp môi trường hơn. Với lại là cũng có thêm một cái cây xanh để mà bày cho bạn học đẹp ạ. Mỗi người góp một cây thì tự dưng là sẽ được nhiều cây xanh cho mọi người cùng hưởng chung bóng mát. Thế nên những cái màu áo xanh của bạn trẻ như thế, tự dưng là ý thức của người dân chúng ta cũng sẽ cao hơn. Người mẹ trẻ đang giảng giải cho cậu con trai hiểu về ý nghĩa của cây với môi trường. Tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường trong cộng đồng phải bắt nguồn từ những công dân nhỏ tuổi nhất. Thảo đã tận tình hướng dẫn mọi người cách trồng cây trong gia đình sao cho đúng. Trồng một cây xanh thì dễ, nhưng để giữ cho cây xanh đó phát triển tốt và giữ lâu dài mới khó. Thảo đặt niềm tin vào những gương mặt trẻ này, mang lại hứa hẹn những thay đổi tích cực trong môi trường sống ở nơi đây.
thiếu ạ. Đúng, quay lại luôn. Chuyển lại đi. Tại đây, còn chương trình hướng dẫn mọi người cách tận dụng những thứ tưởng chừng như bỏ đi, như vỏ lon nhựa, vải vụn. Đây là những cái đồ tái chế mà chúng em đã sử dụng những chai nước thừa ấy ạ. Và tôi thêm màu lên để cho nó thêm sống động. Thực ra thì sau khi người ta sử dụng, người ta sẽ thường hay bỏ đi, nhưng chúng em sẽ tái chế lại. Để nghĩa là đó, nó không bị thải ra một cách vô thức trong môi trường ấy ạ. Một hành động nhỏ này thôi thì cũng có thể góp phần bảo vệ môi trường. Nếu chúng ta biết tái chế lại những đồ vật thừa không còn sử dụng được nữa. Và đây, trong căn phòng làm việc của Thảo, có rất nhiều các vật dụng trang trí xinh xắn được làm từ rác thải tái chế lại. Không chỉ trưng bày, làm đẹp mà còn góp một phần nhỏ hạn chế các loại rác thải. Đã 4 năm trôi đi từ khi bắt đầu tham gia vào các hoạt động vì môi trường của nhóm Go Green. Tiếp đến là hoạt động tại Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường Việt Nam. Thảo chưa bao giờ nghĩ rằng đây là công việc mà là niềm say mê yêu thích của cá nhân mình. Các hoạt động nghiên cứu cũng như các chương trình thực tế giúp Thảo có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về biến đổi khí hậu, về sự nóng lên của trái đất, về những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người khi sống trong môi trường ô nhiễm. Cô thấy mình không thể ngồi một chỗ để nhìn môi trường xung quanh hủy hoại. Nhưng sức của một người là quá nhỏ bé để giữ gìn cuộc sống xanh cho tương lai. Cô tự nguyện trở thành người kết nối những bàn tay trong cộng đồng để chung sức vì một Việt Nam xanh tươi. Trong cái khoảng thời gian đầu thì tất cả cùng mới bắt đầu làm cái dự án với trường học này thì cùng trải qua những cái đợt tập huấn và cùng trải qua những cái giờ đứng lớp cùng với nhau để phối hợp với nhau để giảng giải cho các em học sinh về những bài học về môi trường. Giảng dạy ở Thái Bình và Huế thì thường xuyên hàng tuần mình phải cùng nhau làm việc với nhau để thống nhất về bài giảng, để giảng như thế nào cho bài giảng đạt được hiệu quả tốt nhất. Thảo tuy tuổi rất là trẻ nhưng mà rất là có hoạt động rất là sôi nổi và cũng rất nhiều kỹ năng mà mình thấy mình vẫn cần phải học hỏi thêm rất là nhiều. Đôi chân của tuổi trẻ, sức mạnh của niềm tin và sự cấp thiết của vấn đề bảo vệ môi trường đã thôi thúc Thảo đi. Chuyến xe rời Hà Nội về những vùng quê yên ả. Đây là vùng Tiền Hải Thái Bình, nơi mà dự án về bảo vệ sinh thái vùng đất ngập mặn đã diễn ra hơn chục năm nay. Lý do mà dự án mở rộng về vùng nông thôn thì thứ nhất là do cái vấn đề về môi trường, rác thải hay là năng lượng hay là vệ sinh trong cuộc sống thì nó không phải chỉ là vấn đề của thành phố mà kể cả ở các tỉnh nông thôn, vùng nông thôn cũng vẫn có những cái vấn đề về ô nhiễm mà người dân trong cuộc sống vẫn phải đối mặt với các vấn đề môi trường và họ cần phải được trang bị những kiến thức để mà bảo vệ cuộc sống cũng như là bảo vệ môi trường xung quanh của mình. Trường Trung học Cơ sở Nam Hưng nằm giữa cánh đồng xanh tươi. Khuôn viên xanh sạch đẹp của trường khiến người ta dễ lầm tưởng đây là một công viên. Mỗi tuần Thảo đều về trường để dạy các giờ học em học sống xanh. Ở những miền quê chất phác, cách bảo vệ môi trường của các em học sinh cũng rất khác với các em ở thành thị. Được đi làm việc với cả các em học sinh, được làm việc với cả thầy cô giáo, thậm chí là gia đình các em thì nó mang lại cho mình nhiều cái trải nghiệm và suy nghĩ mới mà mình sẽ không có được khi mà mình chỉ ở thành phố và làm việc trong sách vở. Và khi đi như vậy thì mình rút ra được nhiều cái bài học mới để mình có thể bổ sung được vào cái kiến thức của mình và bổ sung vào cho sách. Như thường lệ, Thảo đang chuẩn bị cho buổi giảng dạy của mình tại đây. Các em được cùng nhau thảo luận về vấn đề rác thải. Giờ đây các em mới biết phải mất hàng chục,
thậm chí hàng trăm năm để các loại rác thải bằng nhựa mới có thể phân hủy. Như vậy, nếu các loại túi ni lông, cốc nhựa, ni lông sắt bị vứt vào môi trường, chúng sẽ nằm một thời gian dài trong đất. Nếu không được thu gom và tiêu hủy đúng cách, lượng rác sẽ đầy dần. Trên khắp hành tinh, chúng ta sẽ bị tấn công bởi chính những phế thải của con người. Môn học này thì nó tự nhiên hơn, nó không có bị sức ép về cái kiến thức nhiều. Đấy, nhưng mà cái khó của nó tức là nó mới cho nên là với học sinh hay là với giáo viên thì cũng đòi hỏi một chút về thời gian để đầu tư để tìm hiểu. Còn về kiến thức thì về cơ bản nó cũng gần gũi và nó rộng, nó rất là thực tiễn với lại xung quanh chúng ta. Bài học thật lớn, nhưng yêu cầu đối với mỗi học sinh lại thật giản dị. Hãy làm những việc nhỏ nhất các em có thể tại gia đình, trường học. Các em, cũng như những cây non cần uốn nắn, ý thức bảo vệ môi trường cần được giáo dục và trở thành một nếp sống, một thói quen tốt. Chị không cần các bạn phải làm tất cả các hành động. Chỉ cần các bạn đã chọn thì các bạn thực sự về là sẽ làm nó. Và khi mà họ nhìn thấy những cái sticker này thì họ sẽ làm luôn, họ sẽ hành động luôn. Sau giờ học, các em được phát các sticker, nhắc mẹo vật sống xanh, như tắt điện khi ra khỏi phòng, tiết kiệm nước. Các em sẽ thực hành điều đó tại chính gia đình của mình. Và ngay từ thông qua các tiết học đó thì để cho các em biết cách tiết kiệm các nguồn tài nguyên. Qua một vài buổi học thì em thấy môn học sống xanh này rất là thú vị. Môn học này cũng có khác với các môn học khác. Môn học này nói về môi trường và cuộc sống xung quanh. Em bảo vệ môi trường là không vứt rác bừa bãi, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, trồng cây xanh. Đây là em Nguyễn Thị Quỳnh Thư. Sau buổi học, em học sống xanh ngày hôm nay, Thư được biết để làm ra giấy, người ta phải chặt cây, sử dụng điện để sản xuất. Trước kia, những tờ giấy trắng thừa, em thường bỏ vào thùng rác. Điều mà Thư đã học được, hãy tận dụng lại, dù chỉ một mặt giấy trắng. Hành động nhỏ thôi, nhưng nếu hàng trăm, hàng ngàn học sinh đều có ý thức như em, có nghĩa chúng ta đã tiết kiệm được hàng trăm kg giấy. Cái môn học này rất là có ích, bởi vì là cái môn học này là cho các cháu nhận biết được cái thực trạng về ô nhiễm môi trường hiện nay, ô nhiễm rác thải hiện nay. Nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hàng ngày của chính mỗi người, mỗi cá nhân, rồi là trong gia đình. Cho nên là được học cái môn học này tôi nghĩ là nâng cao được nhận thức rất nhiều cho các cháu về việc bảo vệ môi trường. Rồi là kể cả những thay đổi những cái nhận thức và hành vi của các cháu trong cái việc là sử dụng tiết kiệm điện nước và một số những cái thuận lợi khác. Để có thể thuyết phục mọi người, Thảo là người đầu tiên thực hiện các mẹo vặt sống xanh, tiết kiệm điện nước tại chính gia đình của mình. Là sinh viên ngành môi trường, hơn ai hết, Thảo hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giữ cây xanh, bắt đầu từ tiết kiệm giấy, cao hơn là trồng và chăm sóc cây cối. Từ việc làm của bản thân, Thảo đã biết để điều đó lan tỏa ra cộng đồng. Những khẩu hiệu, băng rôn này sẽ khơi trong mỗi người một phần trách nhiệm của bản thân đối với xã hội. Hãy chung tay bảo vệ môi trường mà chúng ta đang sống. Là người khởi xướng và duy trì nhiều dự án kêu gọi bảo vệ môi trường, các chương trình ngày hội xanh, Thảo chỉ muốn nhận về mình vai trò của người kết nối các bạn trẻ và kết nối với cộng đồng. Kết nối để các bàn tay cùng chụm lại vì một Hà Nội sạch đẹp, vì một Việt Nam xanh tươi. Cô đã thực sự khơi lên nhiều phong trào giữ sạch đẹp đường phố, đánh thức vai trò của mỗi cá nhân cùng chung tay bảo vệ môi trường. Xin chân thành cảm ơn. Và có thể là công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa hơn nữa. Vì vậy nên cái việc môi trường
sẽ bị tác động mạnh là một điều mà không thể tránh khỏi. Vì thế nên là những cái hoạt động môi trường như thế này thì tôi rất mong là nó có thể có hiệu quả, có thể tác động đến thật nhiều người. Để khi mà thành phố này phát triển lên thì cái ý thức của mọi người về môi trường cũng sẽ phát triển lên cùng với đó, thì mới có thể bảo vệ được thành phố tránh khỏi trở nên vô cùng ô nhiễm hoặc là bị hủy diệt bởi những cái rác thải hay là cái lối sống mà không bền vững của mọi người. Những việc làm của Thảo đã thực sự khơi được nhiều phong trào vì môi trường trong giới trẻ. Chúng tôi đến từ lớp tài chính tiên tiến của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Các hoạt động tuyên truyền về môi trường như thế này thường xuyên được thực hiện. Dù trời mưa gió, điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng chương trình City Green vẫn đem lại những hiệu quả hết sức thiết thực, như trồng cây, tái chế quần áo cũ, đạp xe dưới trời mưa vì môi trường.